đã từng là cường quốc ở nội dung bóng chuyền nữ ở khu vực Đông Nam Á. Họ cũng chính là đội bóng đã có 3 kỳ đại hội liên tiếp nắm giữ vị trí vô địch kể từ những kỳ đại hội đầu tiên được tổ chức vào năm 1977, 1979 và 1981. Cho tới nay thì bóng chuyền nữ Philippines đã 6 lần giành huy chương vàng ở các kỳ đại hội Đông Nam Á. Trong khi đó thì Việt Nam của chúng ta chưa có bất cứ một tấm huy chương vàng nào. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam là đội bóng được đánh giá cao hơn. Chúng ta sẽ là ứng cử viên sáng giá để góp mặt trong trận chung kết ở nội dung bóng chuyền nữ tại SEA Games 32. Những cô gái vừa giành ngôi vị cao nhất ở AVC Club, giải vô địch các câu lạc bộ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023 ở Vĩnh Phúc, Việt Nam. Đây là tổ trọng tài sẽ điều khiển trận đấu này. Trọng tài số 1 tới từ Thái Lan, bà Sasi Prapra, và trọng tài thứ 2 là trọng tài người Indonesia, bà Melani Mamangki. Trong trận đấu này thì các cô gái Việt Nam sẽ thi đấu trong trang phục áo xanh, quần đen, các libero mặc áo đỏ. Ở phía bên kia thì Philippines thi đấu trong bộ trang phục áo trắng và các libero của họ thì thi đấu trong màu áo cam. Ở lượt trận mở màn, Philippines đã có được thắng lợi dễ dàng với tỷ số 3-0, trong đó tỷ số các set đều là 25-5 trước đội bóng chủ nhà Campuchia. Lần đầu tiên tham dự nội dung bóng chuyền nữ tại một kỳ SEA Games và Campuchia đã nhanh chóng không còn là ẩn số nữa. Đây sẽ là những gương mặt xuất phát trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Chủ công đội trưởng Trần Thanh Thúy. Chủ công Trần Tú Linh. Chuyền hai Lâm Oanh. Phụ công Lý Thị Luyến. Cùng với đó là phụ công Nguyễn Thị Trinh. Người chơi vị trí đối chuyền là Đoàn Thị Kiều Trinh. Hoàng Thị Kiều Trinh, thưa quý vị. Còn vị trí libero như thường lệ vẫn được trao cho vận động viên Khánh Đang. Lần đầu tiên góp mặt trên tuyển nhưng đang có những màn trình diễn vô cùng xuất sắc ở thời điểm hiện tại. Còn đây là những con người sẽ xuất phát trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines. Các cầu thủ mang áo số 7, số 10. Chuyền 2 mang áo số 12. Số 14 phụ công. Số 18 chủ công Carlos của Philippines, một trong những mũi công lợi hại nhất của đội bóng này. Số 22 đó là phụ công Nunak. Libero mang áo số 11 Atienza. Đây là đội hình mạnh nhất của đội tuyển Philippines ở thời điểm hiện tại. Họ vẫn thi đấu với chuyền 2 mang áo số 12 Morado, người đã chơi chính trong trận đấu với Campuchia ở lượt trận mở màn. Cùng với đó là các đối chuyền Paz mang áo số 7, Tolentino mũi công mang áo số 10, libero mang áo số 11 là Atienza, phụ công mang áo số 14 Domingo, cùng phụ công mang áo số 22 Nunak. Với đội hình này thì hai cầu thủ mang áo số 7 và số 18 sẽ là những mũi công mà hàng thủ của đội tuyển Việt Nam cần dành sự quan tâm. Đó là Paz và Carlos. Lâm Oanh sẽ phát bóng để mở màn cho trận đấu này. Pha tấn công từ vị trí số 4 mang về điểm đầu tiên cho các cô gái Philippines. Đó là tình huống đập bóng của cầu thủ mang áo số 7 Paz Milene. Bóng đã lọt tay chắn của các cô gái Việt Nam. Paz là vận động viên sinh năm 1994 với chiều cao 1m75 và là cầu thủ có khả năng bật đà tốt nhất bên phía Philippines với cả sức bật đà 2m93. Chúng ta vừa mất điểm thứ hai sau một tình huống phối hợp tấn công ở vị trí số 3. Cú đánh vừa rồi là của Hoàng Thị Kiều Trinh.
Cú tấn công ở vị trí số 3 của Nguyễn Thị Trinh. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy vẫn chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Khánh đang bắt bước một tốt. Thanh Thúy khá vất vả, chúng ta mới có được điểm số đầu tiên trong trận đấu này. Trong những cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội thì có thể thấy Việt Nam luôn có được những thắng lợi dễ dàng trước Philippines. Hai lần gần nhất chúng ta đối mặt với đối thủ này tại các sân chơi AVC Cup năm ngoái được tổ chức ngay tại Philippines và ASEAN Grand Prix 2022. Đội tuyển Việt Nam đều đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0. Lực lượng lần này của Philippines nòng cốt vẫn là những cầu thủ tới từ đội bóng đang là được, đó là Creamline Kun Smasher. Trong đội hình của Philippines ở thời điểm hiện tại có 7 cầu thủ nằm trong biên chế của đội bóng này. Tỷ số trận đấu đang là 2-2. Cầu phát bóng của Thanh Thúy, nhưng Thanh Thúy vừa phát bóng không qua lưới. Một lần nữa thì Philippines lại vươn lên dẫn trước. Đội tuyển Việt Nam đang nhập cuộc chưa thực sự tốt và cũng có một chút lo lắng trên gương mặt của huấn viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Tỷ số vừa được săn bằng 3-2. Hai đội bóng đều có những tình huống phát bóng lỗi liên tiếp. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Nguyễn Thị Trinh. Phòng thủ thành công. Đánh biên Tú Linh. Tú Linh đập bóng và ghi điểm ở vị trí số 4. Đây là những cổ động viên của đội tuyển nữ Việt Nam. Những gương mặt cũng rất quen thuộc trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Tú Linh ngày hôm qua đã bị một vết đau ở gối. Mặc dù ban đầu Tú Linh có tên trong danh sách đăng ký xuất phát của huấn luyện viên Tuấn Kiệt, nhưng sau cùng huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam đã quyết định không để Tú Linh ra sân để cô có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng ngày hôm nay thì Tú Linh đã chủ động xin vào sân thi đấu và huấn luyện viên Tuấn Kiệt đang tạo cơ hội để Tú Linh có thể có được những trải nghiệm đầu tiên tại SEA Games lần này. Tú Linh, bóng không qua được tay chắn của Philippines. Một tình huống chắn đôi thành công của đội tuyển Philippines. Đó là pha chắn bóng của Domingo. Uống block ghi điểm của phụ công mang áo số 14. Domingo là cầu thủ có sức bật tốt nhất bên phía đội tuyển Philippines. Phụ công sinh năm 1999 này có khả năng bật đà 2m93 và bật chắn 2m91. Nhưng chúng ta cũng đã nhanh chóng san bằng tỷ số 5-5. Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn ngay từ những diễn biến đầu tiên. Xứng đáng là trận đấu định đoạt vị trí số 1 tại bảng B. Một pha đánh bay sau khá tốt của Lý Thị Luyến, người được lựa chọn thi đấu ngay từ đầu ở vị trí phụ công trong đội hình của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Không được. Pha phòng thủ không thành công của Khánh Đan. Bóng đi hơi ngắn so với phán đoán của libero bên phía chúng ta. Trước đó thì bóng đã chạm tay của Tú Linh. 6-5 nghiêng về phía Philippines. Phát bóng ăn điểm. Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đang gặp khá nhiều vấn đề trong những phút đầu. Lần đầu tiên trong trận đấu này khoảng cách giữa hai đội là 2 điểm. Thực tế thì chính xác hơn thì ở thời điểm đầu trận Philippines cũng đã từng dẫn với tỷ số 2-0. Đúng là chúng ta đang nhập cuộc chưa thực sự tốt. Một vài vị trí đang thi đấu chệch choạc và chưa có được sự tập trung cần thiết. Vừa rồi thì Tú Linh với pha tấn công ở vị trí số 4 đã giúp cho đội tuyển Việt Nam rút ngắn cách biệt. 6-7. Và phát bóng của Tú Linh. Tú Linh là một trong những cầu thủ phát bóng tốt bên phía đội tuyển Việt Nam. Cầu phát bóng của Tú Linh thường mang lại rất nhiều điểm số cho các cô gái của chúng ta. Tình huống phối hợp đánh nhanh của Philippines. Thanh Thúy. Bóng ra ngoài rồi.
8-6 dành cho đội bóng áo trắng. Theo quan sát của Thanh Thúy thì có lẽ bóng không chạm chắn. Thanh Thúy cũng đã có những tư vấn cho ban huấn luyện để quyết định không sử dụng quyền khiếu nại cho pha bóng vừa rồi. Phụ công Domingo phát bóng. Pha xử lý rất kinh nghiệm của Lý Thị Luyến. Đây là kỳ SEA Games đầu tiên của phụ công Lý Thị Luyến. Ngoài Lý Thị Luyến thì trong danh sách của đội tuyển Việt Nam còn có Khánh Đang, Kim Thoa và Như Quỳnh. Đều mới lần đầu tiên được hít thở bầu không khí tại một kỳ SEA Games trong vai trò là một tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hàng sau, cú đập bóng đưa bóng ra ngoài sân của Hoàng Thị Kiều Trinh. Chúng ta đang chơi chệch choạc ngay cả trong khâu tấn công cũng như phòng thủ. Những chủ lực như Kiều Trinh hay Thanh Thúy đều đang có những tình huống dứt điểm đưa bóng ra ngoài sân. Thanh Thúy cho rằng đã có lỗi bốn chuyền của đối thủ. Nhưng trọng tài thì không nghĩ như vậy. Và sau cùng thì phải cần tới pha kết thúc ở vị trí số 3 của Nguyễn Thị Trinh chúng ta mới có điểm. Nguyễn Thị Trinh là một trong những phụ công đánh nhanh tốt nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Lâm Oanh sẽ là người phát bóng. Pha xử lý bóng rất khó chịu tới từ chủ công mang áo số 18 là Carlos. Một trong những mũi công như chúng tôi đã nói là nguy hiểm nhất bên phía Philippines, cùng với số 7 Paat. Lánh rất khôn ngoan của Carlos. Đây cũng là cầu thủ có kỹ năng phát bóng tấn công tốt, và vừa rồi lợi thế có được từ tình huống phát bóng của Carlos đã giúp cho người đồng đội của cô ghi thêm một điểm nữa. Hàng thủ của chúng ta đang rất chệch choạc. Tình huống chớp thời cơ là của Nunak, phụ công mang áo số 22. Đoàn Thị Xuân đã vào sân. Sự thay đổi người đầu tiên của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đoàn Thị Xuân chơi thay vị trí của Kiều Trinh. Thanh Thúy. Hàng sau. Cú xử lý vừa rồi là của Nguyễn Thị Trinh. Khánh Đang phòng thủ tốt. Trọng tài đã bắt lỗi lưới của Philippines. Và Nunak thì không nghĩ như vậy. Không biết ở pha bóng này thì ban huấn luyện của Philippines có quyết định sử dụng quyền khiếu nại hay không. Đã quyết định challenge. Họ nghĩ rằng cầu thủ của mình không mắc lỗi lưới ở pha bóng vừa rồi. Trận đấu đang diễn ra vô cùng hấp dẫn ngay từ những diễn biến đầu tiên. Lúc này thì Philippines đang có lợi thế về mặt điểm số trước đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những hình ảnh được cung cấp từ bộ phận kỹ thuật với công nghệ Video Channelize. Một công nghệ có thể nói là tương đương như VAR trong bóng đá. Đã có lỗi rồi, không thể chối cãi. Nhưng lỗi lại thuộc về các cô gái của chúng ta. Lỗi là của Nguyễn Thị Trinh. Trọng tài số 2 đã
mất phương hướng ở pha bóng vừa rồi. Thì bà nghĩ rằng người mắc lỗi lưới là cầu thủ bên phía Philippines. Nguyễn Thị Trình, bóng ra ngoài, tiếp tục có điểm dành cho đội tuyển Philippines. Thế trận đang diễn ra thật sự khó khăn cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, và có lẽ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã phải xin dừng xét đấu để hội ý. Tình huống đánh lao ngắn của Nguyễn Thị Trình đưa bóng ra ngoài sân. Tại kỳ SEA Games lần này thì trong ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung của nam, công nghệ Video Challenge Ice đã không hoạt động vì gặp trục trặc. Và khiếu nại cũng không thành công của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam khi bóng không chạm tay chắn. Tấn công ở vị trí số 2. Đó là cú đánh của Thanh Thúy. Bóng không qua lưới sau tình huống xử lý vừa rồi của Carlos. Carlos là chủ công sinh năm 1998. Chiều cao 1m70, khả năng bật đà 2m88 và bật chắn 2m80. Một trong những mũi công lợi hại bên phía đội tuyển Philippines. Bóng đã chạm tay chắn sau cú đánh của Pat. Pat là vận động viên thuận tay trái. Những cú đánh ở vị trí số 2 của đối chuyền này thực sự là có độ nguy hiểm khá cao. Đang tỏ ra rất quyết liệt với các học trò của mình, cần phải có những sự điều chỉnh và cải thiện ngay tức thì trước khi mọi thứ trôi quá xa. Lúc này thì lợi thế về điểm số là tương đối lớn trong set đấu mở màn cho đội tuyển Philippines. Họ đang dẫn trước đội tuyển Việt Nam với khoảng cách 5 điểm. Phát bóng ra ngoài sau tình huống hội ý của đội tuyển Việt Nam thì phụ công mang áo số 22 Nunak đã có một pha phát bóng lỗi mang về điểm thứ 10 cho đội tuyển Việt Nam. Phát bóng ra ngoài rất xa. Huấn luyện viên Tuấn Kiệt yêu cầu các học trò cần phải thông tin với nhau nhiều hơn. Nguyễn Anh vào sân. Thêm một sự thay đổi nữa từ ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Phụ công Nguyễn Thị Trinh được thay ra. Một chủ công được sử dụng từ băng ghế dự bị. Thay thế vào đó là một phụ công. Sau cú phát bóng này thì sẽ có thêm sự điều chỉnh từ phía đội tuyển Việt Nam. Những đập bóng sau vạch 3m của Thanh Thúy. Tú Linh, hàng chắn của Philippines đang chơi khá rác trong những diễn biến đầu tiên của trận đấu này. 11-14. Rõ ràng là không thể coi thường đội tuyển Philippines với những gì họ đang thể hiện trong set đấu mở màn ở trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù chúng ta cũng đang là những người nhập cuộc chưa tốt. Tình huống phối hợp đánh lao điều chỉnh của đội tuyển Philippines. Tú Linh, bóng bật tay chắn và đi ra ngoài. Như chúng tôi đã nói ngày hôm qua, Tú Linh không vào sân thi đấu bất cứ một phút nào trong trận đấu gặp Singapore. Trận đấu mà Tú Linh ban đầu có tên trong danh sách xuất phát của huấn luyện Tuấn Kiệt, nhưng sau đó Tú Linh bị một vết đau ở gối và huấn luyện Tuấn Kiệt
đã quyết định không mạo hiểm với trường hợp của chủ công áo số 20. Bây giờ thì tới lượt đội tuyển Philippines phải xin quyền hội ý. Trong mỗi set đấu, mỗi đội bóng sẽ có 2 lượt hội ý, mỗi lượt kéo dài 30 giây. Và tại SEA Games lần này thì chúng ta không có những lượt hội ý kỹ thuật Technical Timeout vào thời điểm điểm thứ 8 và thứ 16 của 4 set đấu đầu tiên. Rất đông cổ động viên đang có mặt trên khán đài của nhà thi đấu thuộc khu thể thao phức hợp Olympic để theo dõi trận đấu này. Và cũng có rất đông đảo các khán giả đang theo dõi trực tiếp trên các nền tảng thể thao của VTV Cup. Điểm dành cho Philippines. Đội bóng của huấn luyện viên Jorge De Brito đang tạo ra rất nhiều khó khăn cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Sau đầu, đó là cú đánh của Đoàn Thị Xuân. Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Và phối hợp đánh nhanh sau tốt giữa Lý Thị Luyến và Đoàn Thị Lâm Oanh. Công sau vạch 3m với cú đập rất mạnh của Park. Liệu có lỗi lưới của Tú Linh hay không? Trọng tài thứ hai xác định có lỗi trong tình huống tấn công vừa rồi của chúng ta. Rất đáng tiếc cho Tú Linh. Truyền không thuận lợi với chiều cao dành cho Lý Thị Luyến. Đánh nhanh. Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy. Tình huống xử lý rất vất vả của đội tuyển Việt Nam để có thể đưa bóng qua lưới. Chắn bóng tốt. Hàng sau. Thêm một tình huống bám chắn thành công nữa của đội tuyển Việt Nam. Đó là pha chắn đôi của Tú Linh và Lý Thị Luyến. Kiều Trinh sau những phút đầu thi đấu chưa thực sự hiệu quả trong trận đấu này đã được rút ra để nhường lại vị trí cho đối chuyền Đoàn Thị Xuân. Cùng với đó, phụ công Nguyễn Thị Trinh cũng đã được điều chỉnh và trước đó được thay thế bằng Nguyệt Anh. Cú bóng thành công, nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho Philippines. Đánh lên. Hàng thủ của chúng ta đang khá vất vả trước những miếng đánh chiến thuật của đối phương. Thanh Thúy. Đường chuyển hơi khó của Lâm Oanh dành cho Thanh Thúy. Nhưng sau đó thì Lâm Oanh đã lập công để sửa sai. Và chắn bóng tốt của Lâm Oanh, và huấn luyện viên Tuấn Kiệt cũng vừa có những nhắc nhở với học trò của mình. Lâm Oanh trước đó đã có một đường truyền khiến cho Thanh Thúy đập bóng trong tư thế bị ngửa người. Các tuyển thủ Việt Nam đã bị bào mòn về thể lực rất nhiều sau những nỗ lực tại ABC Club năm 2023. Bóng trong sân nên cũng dễ hiểu. Nhiều trường hợp thi đấu ở những trận đấu đầu tiên tại SEA Games lần này đang không có được phong độ cao nhất. Thể lực bị ảnh hưởng khá nhiều. Những cú đập bóng của Thanh Thúy cũng không còn uy lực như chúng ta thường thấy nữa. Bây giờ là cầu phát bóng của Domingo, phụ công mang áo số 14 bên phía Philippines. Bắt được một không tốt, đó là lỗi của Tú Linh. Ngày hôm nay thì tại khu thể thao phức hợp Olympic vẫn có rất nhiều cổ động viên Philippines tới cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền nữ của họ. Ngày hôm qua trong trận đấu với đội chủ nhà thì cứ ngỡ như Philippines
cũng là đội bóng chủ nhà vậy. Có rất rất đông các cổ động viên đã tới sân. Thanh Thúy đập bóng ngắn chéo sân rất chính xác. Đó chính là đẳng cấp của Thanh Thúy. Ở thời điểm này thì Thanh Thúy không còn là vận động viên cao nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam nữa. Dù chủ công mặc áo số 3 cao 1m93, Lý Thị Luyến bây giờ mới là người có chiều cao tốt nhất trong đội hình của đội tuyển. Lý Thị Luyến đã được rút ra để thay vào đó là chuyền hai Kim Thoa. Thêm những sự điều chỉnh từ ban huấn luyện của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Phòng thủ không thành công. Quả bóng mà huấn luyện viên Tuấn Kiệt đưa Kim Thoa vào để phát bóng, nhưng cũng không làm khó được hàng thủ của Philippines. Bóng trong sân, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Sau tình huống phát bóng không thể ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam thì chuyền hai Võ Thị Kim Thoa cũng đã rời sân để nhường lại vị trí cho libero Khánh Đam. Bây giờ là cầu phát bóng của Lâm Oanh. Chắn bóng tốt. Tình huống chắn đôi của Đoàn Thị Xuân và Nguyễn Thị Trinh. Phong cách ăn mừng thường thấy của đối chuyền người Thanh Hóa. Đoàn Thị Xuân trong quá khứ đã là một vụ tấn công rất lợi hại của bóng chuyền Việt Nam. Thanh Thúy, điểm danh cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ thì tỷ số là 19-19. Rất vất vả chúng ta mới san bằng được cách biệt trước đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines. Thanh Thúy hàng sau. Khánh Đàm phòng thủ nhưng bóng lại văng lên khán đài. Một tình huống đập bóng rất mạnh từ sau vạch 3m của đội tuyển Philippines. Đó là pha tấn công của chủ công mang áo số 10 Tolentino. Tolentino là vận động viên sinh năm 1995 với chiều cao 1m70, khả năng bật đà 2m73. Phát bóng không qua lưới và tỷ số được san bằng 20-20. Người vừa mắc lỗi là Carlos, chủ công mang áo số 18. Vị Thị Như Quỳnh đã được sử dụng để thay thế cho vị trí của Trần Tú Linh. Với vết đau ở gối thì Tú Linh cũng không nên thi đấu quá nhiều ở thời điểm này. Không cần phải gắng sức làm gì cả. Dù chúng ta đang có một thế trận khó khăn nhưng các cổ động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều tin tưởng vào một chiến thắng dành cho đoàn quân của viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Nhưng chúng ta cũng cần sớm phải bắt nhịp với trận đấu. Nhiều vị trí đang thi đấu dưới sức, có dấu hiệu chệch choạc. Nhưng lúc này thì đội tuyển Việt Nam đã vượt lên dẫn trước với tỷ số 21-20. Lần thứ hai trong xét đấu này, huấn luyện viên Jorge de Brito, chiến lược gia 56 tuổi người Brazil đã phải xin quyền hội ý. Khi còn là một vận động viên thì ông Jorge de Brito hay được biết đến với cái tên thân thuộc hơn là Jorge Edson, cũng là một vận động viên bóng chuyền nổi tiếng của Brazil. Ông là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nam Brazil, đã giành huy chương vàng tại kỳ Olympic vào năm 1992 được tổ chức ở Barcelona, Tây Ban Nha. Hàng sau, bóng ra ngoài. Tình huống tấn công vừa rồi là của chủ công Carlos. 22-20 dành cho đội tuyển Việt Nam.
Đội bạn đang có khá nhiều những tình huống tấn công sau vạch 3m. Thanh Thúy phát bóng tiếp tục. Tấn công ở vị trí số 2, bóng tiếp tục ra ngoài, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 23-20. Trong lần chạm trán giữa hai đội tại SEA Games 31, thì SEA Games được tổ chức tại Việt Nam, thì Việt Nam đã vượt qua Philippines với tỷ số 3-0, với tỷ số các set là 25-23, 25-19 và 25-17. Có thể thấy là chúng ta cũng thường gặp khó khăn trong những set đấu đầu tiên ở các cuộc chạm trán với đội tuyển nữ Philippines. Tình huống khiếu nại thực sự là có lẽ là chỉ cho có của ban huấn luyện Philippines. Bóng cách tay chắn rất xa. Một pha khiếu nại khi họ đã hết quyền hội ý và muốn làm chậm trận đấu để giảm sự hưng phấn của cầu thủ Việt Nam. Sự thay đổi người bên phía đội bóng Philippines. Galanza, chủ công mang áo số 23 được đưa vào sân. Tấn công từ vị trí số 2. Đây là cơ hội phản công dành cho Thanh Thúy. Thanh Thúy đập bóng rất chính xác từ tình huống xử lý sau vạch 3m của mình. Cơ hội giành set point cho đội tuyển Việt Nam. Những khó khăn đã qua đi và bây giờ là lúc để chúng ta có thể giành được lợi thế dẫn trước. Và đánh bóng lách chắn rất hay của Thanh Thúy. Anh đang phòng ngự rất quả cảm. Nhưng tiếp theo sẽ là cơ hội tấn công dành cho Philippines. Đánh biên, phòng ngự thành công. Đó là pha phòng thủ trên lưới tốt của các cô gái Việt Nam. Và chúng ta có thắng lợi với tỷ số 25-20 trong trận đấu thứ nhất. Một trận đấu mà có lẽ tất cả chúng ta đều thấy rằng Philippines thực sự là một đối thủ khó chơi như thế nào. Trong nửa đầu của trận đấu thì họ luôn là người dẫn trước để tăng khả năng phòng ngự và bắt bước một. Phong đà chưa đúng nhịp của Kiều Trinh. Trong những đường truyền khó thì Lâm Oanh luôn có xu hướng đưa bóng tới biên 4 dành cho đội trưởng Thanh Thúy. Thanh Thúy là một trong những mũi công có khả năng sửa sai tốt nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy rất hay. Pha xử lý khôn ngoan của Nguyễn Thị Trinh giúp cho chúng ta có được điểm đầu tiên trong trận đấu này. Tương đối khó khăn để có được điểm số vừa rồi. Nguyễn Thị Trinh rất nhanh tay với pha xử lý trên lưới. Thanh Thúy dễ dàng nhận ra những cú đập bóng của Thanh Thúy ở SEA Games lần này với lực chưa thực sự tốt. Nhưng vừa rồi là một cú đánh đủ độ hiểm hóc để giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm một điểm nữa. Như vậy là tình huống đầu tiên thì các trọng tài xác định điểm được dành cho Philippines. Đã bắt lỗi tấn công của chúng ta. Bóng đi ra ngoài và Carlos cho rằng bóng chạm tay chắn. Trọng tài cũng đã xác định có lẽ là điểm dành cho Philippines rồi. Đúng là bóng đã chạm tay chắn của Trần Tú Linh. 2-1 dành cho Philippines. Và tiếp tục là một sự khởi đầu không thực sự dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam. Kiều Trinh. Kiều Trinh đưa bóng ra ngoài sân. 3-1 dành cho đội bóng áo trắng. Đoàn Thị Xuân lại được đưa vào sân. Tiếp tục là sự thay đổi ở vị trí đối chuyền của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Và phát bóng của Carlos. Carlos là cầu thủ có kỹ năng phát bóng tấn công tốt. Và vừa rồi là tình huống phối hợp đánh sau đầu rất hay của Nguyễn Thị Trinh.
Nguyễn Thị Trinh ở thời điểm hiện tại vẫn đang là phụ công toàn diện nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Tấn công nhanh, bám chắn tốt và có khả năng quan sát cũng như chơi bóng rất linh hoạt. Tình huống chắn đôi của Tú Linh và Lý Thị Luyến, nhưng điểm đã được dành cho các cô gái Philippines. Người phát bóng là Nunak, phụ công mang áo số 22. Sau đầu đánh với lực yếu của Lý Thị Luyến. Cơ hội, đội bạn rất cố gắng để phòng thủ. Tiếp tục là một tình huống tấn công sau đầu nữa của đội tuyển Việt Nam. Và người vừa kết thúc pha bóng vừa rồi là Đoàn Thị Xuân. Những diễn biến có phần tương đồng với trận đấu mở màn. Chúng ta liên tục bị đối phương dẫn trước và liên tục bị đặt vào thế phải bám đuổi. Tình huống phối hợp đánh lao điều chỉnh không vượt qua được các tay chắn của đội tuyển Việt Nam. Rất tốt ở vị trí số 2 của Park. Đúng như chúng tôi nhận định, hai mũi công số 7 và số 18 đang là những cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Philippines. Cầu phát bóng của Park. Sau đầu, Lý Thị Luyến đánh bóng với lực chưa thực sự tốt và vẫn chưa thể ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam với những cú đánh ở vị trí số 2 như vừa rồi. Tỷ số được san bằng 5 đều. Có quyết định khiếu nại. Đội tuyển Philippines cho rằng bóng chạm tay chắn nhưng không. Đó là một tình huống khiếu nại không thành công của huấn luyện viên Jorge de Brito cùng ban huấn luyện của đội bóng Philippines. Tỷ số vẫn sẽ là 5 đều thôi. Cầu phát bóng của Tú Linh. Pha xử lý ở biên 4 rất hay vừa rồi là của số 10 Tolentino. Tấn công của Thanh Thúy, cơ hội phản đòn cho Philippines, nhưng chúng ta vừa có một pha chắn bóng tốt hàng sau. Đội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Và đó là tình huống xử lý hai chuyền quen thuộc của Lâm Oanh. Ở ABC Club vừa qua thì Lâm Oanh cũng có rất nhiều những pha xử lý như thế này mang về điểm số cho Sport Center One. Và đáng chú ý, đó đều là những pha xử lý mang tới bước ngoặt của trận đấu. Khi đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn thì Lâm Oanh lại có những điểm số rất ấn tượng. Tỷ số lúc này là 6 đều. Tại ABC Club vừa qua thì Lâm Oanh có thể nói là đã đạt điểm rơi phong độ. Lúc đầu có thời điểm thi đấu rất chệch choạc, nhưng sau đó thì Lâm Oanh và các đồng đội cũng đã tìm được tiếng nói chung với nhiều miếng tấn công đa dạng cùng những sự điều chỉnh hợp lý từ huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, giúp cho chiến thuật của đội tuyển Việt Nam luôn có được những sự linh hoạt và tạo ra bất ngờ cho các đối thủ lớn.
tới từ Trung Quốc hay Thái Lan. Philippines đang một lần nữa vượt lên, tỷ số đang là 7-6. Phụ công Domingo phát bóng. Lại là pha xử lý hai chuyền nữa của Lâm Oanh nhưng lần này không có điểm. Thanh Thúy. Rõ ràng là thể lực của Thanh Thúy đã bị bào mòn và ảnh hưởng rất nhiều sau giải vô địch các câu lạc bộ châu Á vừa qua. Những cú đập bóng của Thanh Thúy giờ đây lực không còn tốt như thời điểm Thanh Thúy đánh trong màu áo của Sport Center One nữa. Cần có thêm thời gian để cho Thanh Thúy nghỉ ngơi và phục hồi thể lực để chuẩn bị bước tới những trận đấu quan trọng nhất ở SEA Games lần này. Vừa rồi mới là Thanh Thúy. Cú kết thúc như vậy mới là chủ công hàng đầu của đội tuyển Việt Nam. Đánh bại cả ba tay chắn bên phía Philippines. Tình huống mở biên và vào đá rất hay của Thanh Thúy. Tấn công ở vị trí số 4 nhưng Nguyễn Thị Trinh và Đoàn Thị Xuân đã block thành công. Khả năng phòng thủ trên lưới của chúng ta đang được cải thiện rất nhiều với sự góp mặt của Đoàn Thị Xuân. Lâm Oanh phát bóng, tỷ số đang là 8-8. Những diễn biến rất giống với trận đấu mở màn. Thanh Thúy. Mỗi đường bóng khó thì Lâm Oanh đều đưa bóng ra biên cho Thanh Thúy. Nhưng lần này thì Thanh Thúy đã đánh bóng ra ngoài. Ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam cho rằng bóng đã chạm tay chắn ở tình huống vừa rồi. Người vừa ra biệt khiếu nại là trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh, thành viên thuộc ban huấn luyện của Bộ Tư lệnh Thông tin. Đúng là bóng đã chạm tay chắn. Pha khiếu nại thành công của đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã vượt lên trên đối phương. Một tấn công tương đối tốt của Park. Và đó là câu trả lời của Đoàn Thị Xuân. Đoàn Thị Xuân trong trận đấu ngày hôm nay đang thi đấu khá hiệu quả, kể cả trong những tình huống chắn bóng cũng như những pha tấn công của mình. Đó chính là lý do mà Đoàn Thị Xuân trong hai trận đấu vừa qua đang thi đấu nhiều hơn so với Hoàng Thị Kiều Trinh. Đánh biên. Tiếp tục là những tình huống chắn bóng tốt của Nguyễn Thị Trinh và Đoàn Thị Xuân. Hàng sau Tú Linh. Thanh Thúy bỏ nhỏ. Và xử lý kinh nghiệm của Thanh Thúy vẫn chưa mang về điểm số cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy. Đối phương phòng ngự rất kiên cường nhưng lần này thì họ không thể phòng thủ nữa trước cú đánh nhanh của Nguyễn Thị Trinh. Nguyễn Thị Trinh là cầu thủ có khả năng tận dụng thời cơ rất tốt. Ngày hôm qua thì Nguyễn Thị Trinh và Đinh Thị Trà Giang vừa có một sinh nhật rất vui bên những người đồng đội và ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Hai vận động viên này đều sinh vào ngày 9 tháng 5. Nguyễn Thị Trinh thì sinh năm 1997, còn Đinh Thị Trà Giang thì lớn hơn người đàn em của mình 5 tuổi. Sau chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển Singapore, hai phụ công đã được nhận những món quà và những lời chúc từ ban huấn luyện, các thành viên đội tuyển cũng như người hâm mộ. Thêm một lần nữa thì ban huấn luyện của Philippines lại phải xin dừng xét đấu để hội ý. Philippines thực sự đang tạo ra rất nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là ở những diễn biến mở đầu của mỗi xét đấu.
Đây xứng đáng là cặp đấu để quyết định vị trí số 1 ở bảng B. Vị trí giúp cho các đội bóng tránh được đối thủ mạnh ở vòng bán kết. Không ai khác, đó chính là đương kim vô địch Thái Lan, đội bóng nằm ở bảng A. Thái Lan đã 13 kỳ SEA Games liên tiếp giành ngôi vô địch ở nội dung bóng chuyền nữ này. Họ đang thống trị bóng chuyền nữ kể từ thời điểm năm 1989 cho tới tận năm ngoái 2022. Năm nay thì người hâm mộ đang rất kỳ vọng sau thành công ở giải vô địch các câu lạc bộ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023. Thanh Thúy và các đồng đội sẽ đổi màu được huy chương và tiếp tục tạo nên lịch sử. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số là 12-9. Thêm một pha ghi điểm nữa của phụ công Nguyễn Thị Trinh. Ngày hôm nay thì hiệu suất ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh là khá cao. Thị Trinh là phụ công gốc Đắk Lắk. Hiện cô đang thi đấu trong màu áo của Ninh Bình Liên Việt Postbank. Không được rồi. Tình huống phòng thủ không thành công của đội tuyển Việt Nam. Đổi vào điểm cho Philippines. Khoảng cách giữa hai đội đang là 2 điểm. Tình huống tấn công trên chắn của đối thủ và Khánh Đan đã bắt bước một không tốt. 10-12. Và chớp thời cơ thành công là của Tolentino. Philippines đã rút ngắn được cách biệt xuống chỉ còn một điểm. Tấn công vừa rồi là của Đoàn Thị Xuân. Tú Linh. Tú Linh đánh y rất mạnh. Một tình huống đánh bóng dọc biên của chủ công Trần Tú Linh. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Tú Linh đã đánh bại cả hai tay chắn cũng như hệ thống phòng ngự hàng sau của Philippines ở tình huống vừa rồi. Thêm một pha chắn bóng tốt nữa của các cô gái Việt Nam. Có lẽ điểm block vẫn thuộc về Đoàn Thị Xuân. Hôm nay thì chúng ta đang ghi được khá nhiều điểm từ những tình huống block. 14-11. Đập bóng rất chính xác vừa rồi là của Carlos. Thủ công sinh năm 1998. Chiều cao trung bình của Philippines thua kém Việt Nam tương đối nhiều. Các chủ công của họ chỉ cao khoảng hơn 1m70 mà thôi. Tuy nhiên rất nhiều vị trí những mũi công bên phía Philippines có khả năng tấn công tốt. Đó là Carlos, là Tolentino và Paat. Linh vừa ghi thêm một điểm nữa cho đội tuyển Việt Nam với tình huống tấn công biên. Đinh Thị Trà Giang đã vào sân. Thêm một sự thay đổi người của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Và người rời sân là Lý Thị Luyến. Trong bối cảnh hiện tại thì Trà Giang và Nguyễn Thị Trinh đang là hai phụ công nhận được nhiều niềm tin nhất của người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam. Lý Thị Luyến và Bích Thủy đều là những phụ công có thể hình tốt nhưng cũng cần phải cải thiện khá nhiều. 17-12 cho đội tuyển Việt Nam. So với set đấu thứ nhất thì set 2 này đúng như dự đoán của chúng tôi, mọi thứ đã diễn ra có phần dễ dàng hơn. Ở set 1 phải tới điểm 20 đều chúng ta mới chính thức có thể nói là vượt lên trên đối thủ. Và sau đó giành thắng lợi với tỷ số 25-20 với cầu phát bóng ghi điểm liên tiếp của Thanh Thúy. 18-12 sau tình huống block vừa rồi của Tú Linh. Nếu đánh đúng sức thì chúng ta cũng có thể nói là không gặp quá nhiều trở ngại trước đội tuyển Philippines.
để có thể giành tỷ số với chiến thắng 3-0. Lần hội ý cuối cùng của đội tuyển Philippines trong trận đấu thứ hai này. Trong thành phần ban huấn luyện của Philippines còn có trợ lý người Philippines là ông Sherwin Meneses, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Creamline Cool Smasher, câu lạc bộ đóng góp 7 thành viên cho đội tuyển quốc gia. Hiện tại thì câu lạc bộ này cũng chính là đương kim vô địch ở giải vô địch quốc gia của Philippines năm 2022, thì toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ này chính là những người đại diện cho đội tuyển Philippines tham dự AVC Cup được tổ chức trên sân nhà. Cú phát bóng của Đoàn Thị Xuân. Đánh biên. Tình huống đánh bóng trên chắn của số 10 nhưng bóng đã ra ngoài. Đó là pha dứt điểm của Tolentino. Ban huấn luyện của đội tuyển Philippines đã quyết định sử dụng quyền khiếu nại. Có cảm giác bóng cũng đã sượt qua tay của Lâm Oanh. Trước đó thì Philippines đã một lần khiếu nại không thành công. Và nếu lần này không thành công nữa thì họ sẽ hết quyền khiếu nại trong set 2. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và bóng chuyền nữ Philippines trực tiếp trên kênh On Sport News. Đúng là bóng đã chạm tay của Lâm Oanh rồi. Tình huống khiếu nại mang về điểm số cho Philippines. Ngoài trên kênh truyền hình On Sport News thì trận đấu này cũng đang được chúng tôi gửi tới quý khán giả trên tất cả các nền tảng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup, gồm kênh fanpage, kênh YouTube, kênh TikTok và ứng dụng thể thao chuyên biệt On Plus. Gumabao, một cái tên rất quen thuộc trong đội hình của Philippines, đã được đưa vào sân. Người rời sân là số 7, mũi công Paat. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Cùng thời điểm này thì chúng tôi đang có những luồng bình luận khác nhau. Một luồng bình luận dành cho các bình luận viên, bình luận với phong cách gần gũi và tương tác với khán giả nhiều hơn. Còn đây là luồng bình luận trên truyền hình, luồng bình luận với phong cách bình luận chính thống. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn theo dõi. Cú đánh của Thanh Thúy. Bóng ra ngoài sau tình huống tấn công vừa rồi. Một pha tấn công ở vị trí số 3 của đội tuyển Việt Nam. Đó là cú đánh của chuyền 2 Lâm Oanh. Lâm Oanh có thể nói là chuyền 2 có kỹ năng tương đối toàn diện. Cú đánh ra ngoài vừa rồi của Lâm Oanh đã khiến cho huấn luyện viên Tuấn Kiệt cảm thấy rất tiếc nuối. Thanh Thúy, bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. 20-14 dành cho đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay thì những nội dung của Điền Kinh bắt đầu từ lúc 16 giờ chiều nay, và các nội dung chung kết của môn bơi bắt đầu vào lúc 18 giờ chiều nay sẽ được chúng tôi tường thuật trọn vẹn trên ứng dụng thể thao chuyên biệt, ứng dụng On Plus. Ứng dụng này đang có trên các kho Google Play cũng như là App Store, và quý vị có thể dễ dàng tải xuống. Đây là ứng dụng rất thuận tiện cho các khán giả sử dụng smartphone cũng như smart TV. Philippines vừa có điểm thứ 15 trong set đấu này. Phối hợp đánh lao giữa Nguyễn Thị Trình và Lâm Oanh.
Hai tình huống tấn công liên tiếp của phụ công áo số 15 nhưng vẫn chưa có điểm. Bóng ngoài, không chạm tay chắn. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Và một lần nữa thì ban huấn luyện của đội tuyển Philippines lại quyết định khiếu nại. Cách đây ít phút họ đã khiếu nại thành công. Nhưng với một tình huống đánh bóng tầm cao, chúng ta cùng xem lại. Lần này thì cảm giác bóng không chạm tay của Lâm Oanh nữa. Cùng chờ đợi công nghệ video challenge. Vừa rồi thì những tín hiệu đường truyền từ Campuchia về Việt Nam đã gặp một chút trục trặc. Nhưng rất may mắn chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo dõi ngay lập tức những diễn biến của trận đấu này. Như vậy là điểm đã được dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta không được theo dõi lại công nghệ video challenge cho tình huống vừa rồi với lỗi đường truyền từ ban tổ chức. Nhưng đội tuyển Việt Nam đã có được điểm thứ 21. Tình huống bỏ nhỏ rất khó chịu. Thanh Thúy. Thanh Thúy tấn công chính xác với cú đánh đưa bóng vào vị trí số 5 bên phần sân đối phương. Khả năng chọn vị trí dứt điểm rất tốt của Thanh Thúy đã mang lại sự thất vọng cho các cổ động viên của Philippines. Nhưng ngay sau đó chúng ta đã mất điểm với tình huống phát bóng rúc lưới của Lâm Oanh. Không sao, khoảng cách vẫn đang là 6 điểm. Khoảng cách có thể nói là an toàn ở thời điểm này. Park đã trở lại sân. Và người rời sân đó là số 33, Kayuna. Kayuna là chuyền hai dự bị của Philippines. Chuyền hai chính của đội bóng này là số 12, Morado. Morado là người vừa phát bóng. Thêm một điểm nữa được ghi dành cho đội tuyển Việt Nam, 23-16. Bóng đã chạm tay chắn của Nunak và do đó chúng ta cũng không cần quan tâm tới điểm rơi của trái bóng nữa. Vi Thị Như Quỳnh đã trở lại sân để thay thế cho Trần Tú Linh. Sự thay đổi ở vị trí chủ công. Nỗ lực cứu bóng là của Thanh Thúy. Đoàn Thị Xuân đánh bóng không qua lưới. 17-23. Các cổ động viên của Philippines tỏ ra rất phấn khích sau khi có thêm một điểm nữa. Tình huống đánh bóng thấp hơn lưới của đối chuyền Đoàn Thị Xuân. Cú đập mạnh vừa rồi là của Như Quỳnh. Khánh đang phòng thủ tốt. Lại là Như Quỳnh. Đây là lần đầu tiên Như Quỳnh tham dự một kỳ SEA Games. Và cô cũng là vận động viên trẻ tuổi nhất trong đội của đội tuyển Việt Nam. Thêm một pha xử lý rất thông minh nữa của Lâm Oanh. Lâm Oanh có đủ sự tinh tế để ghi những điểm số như thế này. Bỏ bóng đúng vào khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Philippines. Và chúng ta có nhiều cơ hội để có thể giành set point cho trận đấu thứ hai. Nguyễn Thị Trinh phát bóng. Bóng ngoài rồi nhưng không biết có chạm tay chắn hay không. Đối thủ thì đã hết quyền khiếu nại. Sẽ là đội Nhật Bản. Xét về thực lực chuyên môn thì Campuchia có lẽ cũng không thể vượt qua được Singapore. Chúng ta có thể tạm xác định được thứ hạng cho bảng B như vậy với những diễn biến mà chúng ta đã được theo dõi trong ngày thi đấu đầu tiên là ngày hôm qua và ngày hôm nay.
Điểm đầu tiên trong set 3 thuộc về các cô gái Việt Nam. Khả năng bám chắn tốt, những tình huống phòng thủ trên lưới tốt của đội tuyển Việt Nam ở trận này đã mang về rất nhiều điểm cho chúng ta. Lại là một pha chắn đôi với sự góp mặt của Đoàn Thị Xuân và Nguyễn Thị Trinh. Philippines vừa san bằng được cách biệt. Ở bảng A trong loạt đấu sớm của ngày hôm nay thì Malaysia đã để thua 0-3 trước Indonesia. Đó cũng có thể coi là cặp đấu để định đoạt vị trí nhì bảng ở bảng A. Và thứ hạng của bảng A chúng ta có lẽ cũng có thể dễ dàng đoán định được. Thái Lan sẽ nhất bảng, Indo đứng ở vị trí thứ hai, Malaysia xếp thứ ba và Myanmar đứng thứ tư. Dù cho những diễn biến của các trận đấu tại vòng bảng chưa khép lại, nhưng với những gì mà các đội bóng đã thể hiện trong những trận đấu vừa qua thì không khó để chúng ta có thể đưa ra nhận định như vậy. Và như vậy là chúng ta sẽ nhiều khả năng gặp Indonesia ở vòng bán kết, còn Thái Lan sẽ chạm trán Philippines. Lối phòng thủ và phối hợp không thành công của Philippines. 3-1 dành cho đội tuyển Việt Nam. Vừa rồi có lẽ là một miếng đánh chồng sai nhịp của đối thủ. Như Quỳnh phát bóng tấn công. Và xử lý rất nhanh tay của Thanh Thúy sau khi cú đập của đội trưởng đội tuyển Việt Nam đã bị đối phương block. Chính xác là chúng ta là người đã block được cú đánh của đối phương và Thanh Thúy là người đã nhanh tay ghi điểm. 4-1 dành cho đội tuyển Việt Nam. Như Quỳnh. Nỗ lực cứu bóng của các cô gái Việt Nam nhưng chúng ta đã để mất điểm ở tình huống vừa rồi sau một pha bắt bước 1-0 tốt ở vị trí của Như Quỳnh. Tình huống khiến cho tất cả các thủ Việt Nam đều rất vất vả. Khánh Đang vẫn luôn nở nụ cười tươi trong những nỗ lực dù có thành công hay thất bại. Quả bóng nhỏ tương đối khó của Đoàn Thị Xuân. Và đây là cơ hội tấn công dành cho Nguyễn Thị Trinh. Bóng đã đi ra ngoài sau tình huống tấn công ở vị trí số 3. Sau khi cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines khép lại, sẽ là trận đấu tiếp theo. Trận đấu diễn ra vào lúc 19:30. Trận đấu trong khuôn khổ của bảng B giữa chủ nhà Campuchia và Singapore. Hai cặp đấu đầu tiên của ngày hôm nay đều kết thúc với tỷ số 0-3 với các chiến thắng của Indonesia trước Malaysia và Thái Lan trước Myanmar. Và có một điều kỳ lạ là cho tới thời điểm này, tất cả những cặp đấu mà chúng ta đã theo dõi đều có tỷ số là 3-0. Đều là những chiến thắng chênh lệch và thuyết phục của những đội bóng được đánh giá cao hơn. Có thể thấy khoảng cách về trình độ giữa các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á vẫn còn là tương đối lớn. Thái Lan ở một đẳng cấp khác. Họ đã ở đẳng cấp thế giới. Tiếp theo là Việt Nam của chúng ta. Và nhóm dưới thì có Indonesia cùng với Philippines. Phần còn lại những cái tên như Singapore, Malaysia, Myanmar hay Campuchia đều chỉ là những đội bóng lót đường ở các bảng đấu mà thôi. Và tấn công hàng sau của Park
Ngày hôm nay các tay chắn của đội tuyển Việt Nam chắn quá sát. 8-4 dành cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Rất nhiều lần hội ý, sử dụng tối đa lượt hội ý của mình trong hai set vừa qua. Và đây đã là lần hội ý thứ 5 của đội tuyển Philippines trong trận đấu này. Nhưng huấn luyện viên người Brazil, chiến lược gia 56 tuổi Jorge de Brito, vẫn chưa thể tìm ra phương án giúp cho đội tuyển nữ Philippines lật ngược được tình thế trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ. Việt Nam hai kỳ SEA Games liên tiếp đều giành ngôi Á quân, và trước đó là một chặng đường rất dài, chúng ta liên tục để thua trong trận chung kết kể từ năm 2001 cho tới năm 2015. 8 kỳ SEA Games liên tiếp chúng ta đều thất bại trước người Thái trong trận đấu cuối cùng. Kỳ SEA Games năm 2017 được tổ chức tại Myanmar thì chúng ta chỉ giành được tấm huy chương đồng. Và đó là trận đấu mà chúng ta đã vượt qua Philippines với tỷ số 3-1. Đoàn Thị Xuân hàng sau, Như Quỳnh. Như Quỳnh đập bóng rất mạnh, không chỉ sở hữu khả năng đánh bóng có lực tốt mà Như Quỳnh còn là một mũi công chơi rất tinh tế. Đây có thể coi là một con bài chiến lược của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong những cuộc đối đầu với các đối thủ mạnh thực sự, trong đó có Thái Lan, nhưng trước mắt rất có thể sẽ là Indonesia. Mặc dù theo dõi Indonesia thi đấu thì chúng ta thấy họ có lẽ cũng không chênh lệch quá nhiều so với Philippines. Cùng xem lại tình huống xử lý bóng đẳng cấp của Trần Thị Thanh Thúy. Nếu như bóng chuyền nam có 3T từ Thanh Thuận thì bóng chuyền nữ của chúng ta có 4T, Trần Thị Thanh Thúy đều là những trụ cột ở thời điểm hiện tại không thể thay thế trong đội hình của các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Chuyền 2, Kayuna vào sân, và người rời sân đó là mũi công mang áo số 10, Tolentino. Nguyễn Thị Trinh phát bóng. Tình huống phát bóng ra ngoài của phụ công mang áo số 15. Trước khi dẫn dắt đội tuyển Philippines thì ông Jorge de Brito từng dẫn dắt rất nhiều những câu lạc bộ hàng đầu của Brazil, giúp cho các đội bóng Brazil đánh bại những đối thủ mạnh tới từ Thổ Nhĩ Kỳ hay Nhật Bản. Cũng đã từng dẫn dắt Incheon Korean Air Jumbos của Hàn Quốc. Và ông cũng từng là trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển nữ Brazil. Đội bóng đã giành tấm huy chương vàng Thế vận hội mùa hè 2008 ở Bắc Kinh. Ngày hôm nay thì chiến lược gia người Brazil không thể làm được gì nhiều cho đội tuyển nữ Philippines trước một Việt Nam được đánh giá cao hơn. Lại là Như Quỳnh ghi điểm. So với trận đấu với Singapore thì đây cũng có thể coi là một màn tập dượt khởi động ở mức độ và cường độ cao hơn dành cho đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng nhiều người đã dự đoán được từ trước. Chúng ta có một phần bất ngờ với những diễn biến ở thời điểm đầu trận khi Philippines tạo ra khá nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng bây giờ thì trật tự đã được thiết lập, sẽ không có gì bất ngờ nữa nếu như đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0. Thêm một quyết định khiếu nại được đưa ra. Trong quá khứ thì Philippines đã từng là cường quốc ở nội dung
dụng bóng chuyền nữ của khu vực Đông Nam Á. Bóng không chạm tay trắng. Tình huống khiếu nại không thành công của ban huấn luyện Philippines. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Và tấn công vừa rồi là của chủ công mang áo số 18 Carlos, một trong những mũi công mạnh nhất bên phía đội tuyển nữ Philippines. Lần này thì Thanh Thúy không thắng được hàng chắn đối phương. Điểm thứ 6 dành cho đội tuyển Philippines. Và chuyền bóng hơi lộ bài của Lâm Oanh. Các cổ động viên của Philippines lúc này đang tận hưởng từng điểm số mà đội bóng của họ ghi được trước đương kim á quân Việt Nam. Gần như không còn bất cứ cơ hội nào để cho Philippines có thể lật ngược tình thế nữa. Và lúc này thì mỗi điểm số mang lại niềm vui cho các cổ động viên của họ. Sau đầu, tình huống kết thúc rất uy lực với cú đánh cắm sàn của Đinh Thị Trà Giang. Trà Giang là cô gái gốc Lạng Sơn, đang thi đấu trong màu áo của đội bóng Ngân hàng Công Thương Vietinbank. Thủ công này là người lớn tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam hiện tại, sinh năm 1992 và vừa sinh nhật vào ngày hôm qua. Nguyệt Anh phát bóng. Cú phát bóng ra ngoài của chủ công mang áo số 8. Xét về tuổi đời thì độ tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam thấp hơn đối phương 2 tuổi. Đội tuổi trung bình của chúng ta là 25. Chiều cao trung bình của chúng ta, cả khả năng bật đà và bật chắn của chúng ta đều tốt hơn so với Philippines. Những con số thống kê cho SEA Games lần này, độ chính xác cũng chưa phải là tuyệt đối khi chưa cập nhật thông số của Lý Thị Luyến. Thông số hiện tại của phục công này vẫn đang được để ở mức chiều cao 1m90, bật đà 3m08 và bật chắn 2m98. Và tấn công của Như Quỳnh, tiếp tục là Trà Giang. Những tình huống tấn công liên tiếp ở các vị trí của đội tuyển Việt Nam, nhưng đối phương vừa có thêm một điểm nữa với tình huống đánh biên của Carlos. Carlos Diana Mae là một trong 7 cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Creamline Cool Smasher, đội bóng đương kim vô địch ở giải vô địch quốc gia Philippines. Mỗi lần hội ý thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đều tỏ ra rất nghiêm khắc với các học trò của mình. Đây là sự nghiêm khắc cần thiết, bởi chúng ta không chỉ có một trận đấu ở giải đấu lần này, cần phải khắc phục những điểm yếu, sớm tìm ra bài toán để cải thiện và khắc phục tối đa những điểm yếu của mình. Trước mắt chúng ta sẽ là những đối thủ mạnh hơn sau vòng đấu bảng. Huấn viên Nguyễn Tuấn Kiệt là huấn viên sinh năm 1976. Trước đây khi còn thi đấu thì ông là chuyền hai rất nổi tiếng của đội tuyển Việt Nam, cũng như là màu áo của đội bóng Bưu điện Hà Nội, đội bóng mà cả bố và mẹ của viên Nguyễn Tuấn Kiệt đều đã có quãng thời gian thi đấu. Vừa rồi là một tình huống đánh biên thu của Vi Thị Như Quỳnh, 16-9 cho đội tuyển Việt Nam. Pass đập bóng tốt từ vị trí số 4, nhưng chúng ta cũng phòng ngự thành công. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho Philippines. Lần này là cú đánh ở vị trí số 2 của Carlos, và Philippines có điểm thứ 10 trong trận đấu này. Thank you.
nhưng Quỳnh không thắng được hai tay chắn đối phương. Đó là tình huống chắn bóng tốt, có sự góp mặt của Phụ Công Lunak. Phụ Công có chiều cao tốt nhất bên phía đội tuyển Philippines, cao 1m82. Như Quỳnh đánh bóng chéo sân và bóng vẫn trong sân. Như Quỳnh sẽ là nòng cốt, là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ trong tương lai. Chúng tôi có thể khẳng định như vậy với những gì mà Như Quỳnh đã trình diễn tại ABC Club 2023, như những diễn biến đầu tiên của kỳ SEA Games lần này cũng là kỳ SEA Games đầu tiên của Như Quỳnh. Cú đánh của Đoàn Thị Xuân, bóng ngoài. Tình huống dứt điểm ở biên 4 vừa rồi là của John Koso. John Koso là chủ công sinh năm 1997, cao 1m75, bật đà 2m74. Thông số không quá ấn tượng dành cho chủ công áo số 1 của Philippines. Phối hợp đánh nhanh tốt. Đó là pha kết thúc của Lunak. Thời điểm này thì chỉ riêng trên nền tảng YouTube của VTV Cup đã có hơn 100.000 khán giả đồng hành cùng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines. Và rất đông các khán giả khác cũng đang theo dõi trực tiếp trận đấu này trên các nền tảng khác của hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Trong đó có kênh truyền hình All Sport News, fanpage của All Sport của trực tiếp bóng chuyền, kênh TikTok cũng như là ứng dụng thể thao chuyên biệt của chúng tôi. Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị và các bạn. Sau tình huống phát bóng hỏng vừa rồi thì Lunak cũng rời sân để trả lại vị trí cho libero bên phía Philippines. Sẽ là 3-0, có lẽ là không có gì thay đổi cả. Trần Tú Linh sẽ phát bóng sau khi vào sân thay thế cho Như Quỳnh. Có thể tạm yên tâm với Tú Linh sau vết đau ở gối ngày hôm qua. Tú Linh vẫn có thể thi đấu bình thường ở thời điểm này, mặc dù hiệu suất ghi điểm của Tú Linh ngày hôm nay là không thực sự ấn tượng. Phát bóng ra ngoài, điểm 20 dành cho đội tuyển Việt Nam. Người vừa phát bóng không thành công đó là số 7 Park. Trận đấu khiến cho cựu trợ lý huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Brazil phải bó tay, không thể có thêm những sự điều chỉnh chiến thuật khi mà sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội bóng vẫn còn là tương đối đáng kể. Philippines vừa ghi được thêm một điểm nữa sau những nỗ lực phòng thủ không thành công của Nguyễn Thị Trinh. 15-20. Đoàn Xuân vừa đóng vai chuyền hai. Đó là tình huống tấn công biên không thành công của Nguyễn Anh. Nguyễn Anh đánh bóng trong tư thế hơi với. Đó là tình huống chắn đôi của chuyền hai Morado và phụ công Paloma. Chắc hơn là Palomata. Sau đầu. Và kết thúc của Trà Giang cũng không thắng được các tay chắn đối phương. Chúng ta đang liên tục mất những điểm số và để cho đội tuyển Philippines thu hẹp cách biệt. Cần phải lấy lại sự tập trung nếu như không muốn trận đấu tiếp tục kéo dài khiến cho nhiều vị trí mất sức. Chúng ta cần nhiều quãng nghỉ để hồi phục sau những diễn biến căng thẳng ở ABC Club vừa qua. Thanh Thúy. Thanh Thúy đánh bóng ra ngoài. 18-20.
Khoảng cách giữa hai đội bây giờ chỉ còn là 2 điểm mà thôi. Và ban huấn luyện của chúng ta quyết định sử dụng quyền khiếu nại. Như thường lệ thì người ra biển khiếu nại vẫn là huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh. Không chạm chắn rồi. Quan sát của chúng tôi cho tình huống vừa rồi là như vậy. Nhưng chúng ta vẫn cần chờ đợi lại những hình ảnh từ video challenge ice để theo dõi được ở một góc máy tốt hơn. Bóng không chạm tay trắng. Tiếp tục có điểm cho đội tuyển Philippines. Thêm một chút áp lực với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Từ khoảng cách 6 điểm 20-14, chúng ta đã để cho đối phương ghi liền 4 điểm. Hàng sau bỏ nhỏ. Thanh Thúy. Tình đánh bóng trên chắn của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. 21-18 dành cho đội tuyển Việt Nam. Điểm số rất cần thiết để ngắt mạch lên điểm của đối thủ, sốc lại tinh thần cho những người đồng đội nhằm hướng tới mục tiêu kết thúc trận đấu này chỉ sau 3 set. Bóng đã chạm lưới và đi ra ngoài, không hề chạm các tay chắn. 22-18. Xác là bóng còn chạm cột anten. Và đương nhiên Philippines mất điểm cho pha bóng vừa rồi. Pha vượt tấn công nhanh của Philippines. Và đây là cơ hội phản công cho Thanh Thúy. Thanh Thúy đập bóng chéo sân quá tốt, không có cơ hội phòng ngự cho Philippines ở tình huống vừa rồi. Chiến thắng đang đến rất gần với Thanh Thúy và các đồng đội. Thì những hot tiktoker của Việt Nam liên tục lọt vào mắt xanh của các cameramen. Cũng giống như ngày hôm qua, nhiều cổ động viên còn chia sẻ rằng số lần xuất hiện trên sóng truyền hình của ca sĩ Hòa Minzy trong mỗi set đấu thậm chí còn nhiều hơn số điểm mà Singapore ghi được. Đó là một chia sẻ rất vui từ phía người hâm mộ Việt Nam. Giành match point cho chúng ta. Bóng ngoài và điểm quyết định dành cho đội tuyển Việt Nam. 25-18. Cho set đấu thứ 3, đối phương vẫn níu kéo hy vọng bằng một quyền challenge nữa ở thời điểm này. Đúng là bóng đã chạm tay chắn rồi. Tình huống khiếu nại thành công của đội tuyển Philippines và chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo dõi cặp đấu này thêm ít phút nữa. Thay vì 25-18 sẽ là 24-19 cho tỷ số hiện tại. Chính xác hơn là 19-24 với quyền phát bóng của đội tuyển Philippines. Người phát bóng là Palomata, phụ công mang áo số 13. Cơ hội dành cho Thanh Thúy. Đó là điểm kết thúc. Lần này thì không phải bàn cãi nữa. Không còn công nghệ nào có thể níu giữ hy vọng cho Philippines với pha bóng vừa rồi. Và chiến thắng đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Một thắng lợi nữa với tỷ số 3-0 giúp cho đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt giành số điểm tối đa 6 điểm sau 2 lượt trận.